Thưa quý vị, đêm thắp nến cầu nguyện và phản đối sự hiện diện của bệnh viện phá thai Ái Nhĩ Lan, tin từ Bangalore. Hàng ngàn dân chúng tại thành phố Bangalore tham dự buổi thắp nến cầu nguyện vào tối thứ Tư sau khi bệnh viện Ái Nhĩ Lan phản bác lời buộc tội từ dân chúng. Song song đó, dân chúng tiếp tục biểu tình phía bên ngoài bệnh viện với những biểu ngữ được giơ cao với nội dung kêu gọi sự kính trọng tôn giáo và phá thai là tội ác. Tại quốc gia Ái Nhĩ Lan, đại đa số dân chúng theo đạo Thiên Chúa, đạo luật phá thai đang bị dân chúng Ái Nhĩ Lan phản đối mạnh mẽ. Cơ quan hữu trách y tế HSE đang tiến hành điều tra sự việc. Một phụ nữ mang thai tại thành phố Bangalore bị tử vong do sự bất cẩn của nhóm bác sĩ tại bệnh viện. Nhiều buổi thắp nến cầu nguyện được tổ chức tại quốc gia Ấn Độ trong thời gian vừa qua. Đêm thứ Tư, ngày 21 tháng 11 tại Bangalore, các nhà hoạt động chính trị, tổ chức nhân quyền và dân chúng cùng đồng loạt xuống đường biểu tình tham gia buổi thắp nến mạnh mẽ, lên tiếng tố cáo bệnh viện phá thai Ái Nhĩ Lan đã giết hại chị Savita Halapanva, 31 tuổi, vào ngày 28 tháng 10 vừa qua. Một nhà hoạt động nhân quyền địa phương, chị Chandra, trả lời tới phóng viên địa phương rằng các cuộc tuần hành biểu tình chống lại sự hiện diện của các dưỡng đường phá thai nằm trong chiến dịch kêu gọi cộng đồng khắp mọi nơi trên thế giới chống lại sự phá thai, dưỡng đường phá thai là nơi sát nhân giết hại các em bé thai nhi. Đêm thắp nến cầu nguyện tại thành phố Bangalore, quốc gia Ấn Độ, được sự hưởng ứng từ dân chúng Ái Nhĩ Lan biểu tình chống đối đạo luật phá thai đang hiện hữu.